Thiết kế bộ truyền động đai với ba bu ly. Trên thanh ribbon, lít vào tab design, panel power trăng mít xanh, V-Bells. Trong hộp thoại vừa mở ra, ở tab design, các bạn chọn mặt phẳng đối xứng sẽ chứa quỹ đạo của dây đai. Lít vào dấu mũi tên hướng xuống trong khu vực bell để chọn loại đai mà bạn muốn. Ở mục Datum Length, chọn chiều dài dây đai từ danh sách sổ xuống. Tùy chọn Lock Bell Length On Up cho phép khóa chiều dài dây đai khi lắp ráp hoặc kéo bu ly. Việc này ngăn chiều dài của dây đai bị vô tình thay đổi khi thao tác. Tạo 3 bu ly. Bu ly đầu tiên sẽ được xem là bu ly dẫn động. Trong khu vực Pulley, chọn bu ly thứ nhất. Trong mục Pulley Geometry Option, chọn Component từ danh sách sổ xuống. Tùy chọn này sẽ tạo bu ly như một mô hình chi tiết mới của mô hình lắp ráp. Sử dụng tùy chọn Existing nếu trong mô hình lắp ráp đã có sẵn bu ly của bộ truyền động đai sẽ tạo. Tùy chọn Virtual sẽ không chèn bu ly vào mô hình lắp ráp. Ở mục Pulley Placement Guide, chọn Fixed Position Coordinates từ danh sách sổ xuống. Với tùy chọn này, bạn có thể kéo bu ly đến vị trí mong muốn trong mặt thẳng đối xứng đã chọn. Bạn cũng có thể xác định vị trí bu ly với giá trị chính xác của tọa độ X, Y. Nhấp đúp vào điểm neo ở tâm bu ly để hiển thị hộp thoại nhập tọa độ X, Y. Chọn bu ly thứ hai. Trong một bu ly Geometry Option, chọn Component từ danh sách sổ xuống. Ở mục Pulley Placement Guide, chọn Fixed Position by Coordinates từ danh sách sổ xuống. Chọn bu ly thứ ba. Trong mục Pulley Geometry Option, chọn Component từ danh sách sổ xuống. Ở mục Pulley Placement Guide, chọn Re-sliding Position từ danh sách sổ xuống. Với tùy chọn Re-sliding Position, vị trí của tâm bu ly được xác định bằng ràng buộc về chiều dài dây đai. Vị trí tâm bu ly được xác định bằng cách trượt bu ly theo một hướng cụ thể, đến khi chiều dài dây đai thỏa giá trị đã chọn. Hướng trượt của bu ly được xác định tự động và không thể thay đổi. Mở hộp thoại bu ly properties để xác định tỷ số truyền công suất. Nếu tỷ số truyền công suất là 0, bu ly được xem là bộ căng đai. Click OK để tạo bộ truyền động đai. Thiết kế bộ truyền động đai với hai bu ly.
Trên thanh ribbon, click vào tab Design, panel Power trang Mission, Rebuild. Trong hộp thoại vừa mở ra, ở tab Design, chọn mặt phẳng đối xứng sẽ chứa quỹ đạo của dây đai. Click vào dấu mũi tên hướng xuống trong khu vực bell để chọn loại đai mà bạn muốn. Tạo hai bully. Bully đầu tiên sẽ được xem là bully dẫn động. Trong khu vực police, chọn bully thứ nhất. Trong khu vực police geometry option, chọn component từ danh sách sổ xuống. Ở một bully placement guide, chọn direction driven sliding position từ danh sách sổ xuống. Tùy chọn Direction Driven Sliding Position, tương tự như tùy chọn Driven Sliding Position. Tuy nhiên, hướng trượt của bully có thể được xác định bởi đối tượng được chọn. Chọn một trục hoặc mặt phẳng làm việc để xác định hướng trượt của bully. Mặt phẳng được chọn phải vuông góc với mặt phẳng đối xứng của đai. Bạn có thể thay đổi đường kính bully bằng cách kéo một điểm định vị hoặc sử dụng hộp thoại bully properties. Chọn bully thứ hai. Trong một bully geometry option, chọn component từ danh sách sổ xuống. Ở một bully placement guide, chọn Pitch Position by Selected Geometry từ danh sách sổ xuống. Chọn một điểm, trục hoặc mặt trụ để xác định vị trí tâm bully. Trong tab Calculation, bạn có thể thực hiện các tính toán và kiểm tra độ bền. Quá trình tính toán chỉ bắt đầu khi bạn lít nút Calculate. Click OK để tạo bộ truyền động đai. Thiết kế bộ truyền động đai có bộ căng đai. Trên thanh ribbon, click vào tab Design, Panel Power Transmission, Rebuild. Trong hộp thoại vừa mở ra, ở tab Design, chọn mặt phẳng đối xứng sẽ chứa quỹ đạo của dây đai. Click vào dấu mũi tên hướng xuống trong khu vực bell để chọn loại đai mà bạn muốn. Tạo 3 bully. Bully đầu tiên sẽ được xem là bully dẫn động. Xác định vị trí cho bully thứ nhất và bully thứ hai.
Chọn bully thứ ba là bully có thể trượt. Ở một Kuli Leishman gang, chọn Direction Ribbon Sliding Position từ danh sách sổ xuống. Chọn một trục hoặc mặt thẳng làm việc để xác định hướng trượt của bully. Lưu ý mặt thẳng được chọn phải vuông góc với mặt thẳng đối xứng của dây đai. Mở hộp thoại pulley properties để xác định tỷ số truyền công suất. Nếu tỷ số truyền công suất là không, pulley được xem là bộ căng đan. Chuyển sang tab calculation. Nhập các thông số cần cho tính toán. Bạn có thể thay đổi giá trị và đơn vị trực tiếp trong ô nhập liệu. Click calculate để tiến hành tính toán. Các thông số không thỏa kết quả tính toán sẽ hiển thị màu đỏ, tức giá trị của chúng không phù hợp với các thông số khác hoặc tiêu chuẩn tính toán. Các báo cáo về kết quả tính toán sẽ hiển thị tại khu vực Summary of Message. Để hiển thị khu vực này, click vào dấu mũi tên ở góc dưới bên phải của tab Calculation. Click OK để tạo bộ truyện động đa. Chỉnh sửa bộ truyện động đa. Mở mô hình lắp ráp Autodesk Inventor có chứa bộ truyền động đa được thiết kế bằng công cụ Design Accelerator. Chọn bộ truyền động đa muốn chỉnh sửa, tích chuột phải và chọn Edit Using Design Accelerator. Chỉnh sửa bộ truyền động đa. Bạn có thể thay đổi số lượng hoặc kiểu poly và tính toán lại. Click OK để cập nhật các chỉnh sửa.